Chào anh em nhé. Bây giờ thì hai thằng bạn đang lấy được một cây lan trên cây này với mọi người ạ. Cây lan quế tháng 8 nhá. Một cây quế tháng 8 bán từ tổ quả nhá. Hai thằng bạn đang lấy được mang xuống cho mọi người ạ. Đấy. Lấy luôn cái nguyên bản tổ quả nhá mọi người ạ. Các người tỉ tổ quả là nguyên bản cho nó. Đây này. Rất là đẹp nhỉ. Hai người luôn. Cây này rất là cao, đúng đinh leo thôi mọi người. Cây rất là to luôn. Chờ tí bạn xuống thì quay lại cho mọi anh em cùng xem nhé. Bây giờ mang xuống đất rồi nha mọi người ơi. Cái loài đó thì có ơi. Đó, xuống đất rồi. Chúng cây rồi đó là lan cái loài đó. Đó, to rồi, chụp quá ta. Ok rồi. Lấy nguyên bản tổ quả nhé mọi người ơi. Một cây quế nguyên bản tổ quả, nó hơi cháy hai cái lá rồi. Bán tổ quả nhé mọi người ạ. Đây này, tổ quả rồi. Rồi cho tất cả anh em nhé. Bây giờ đã lấy thành công rồi mọi người ơi. Đây này, có bán tổ quả như này nhá. Lấy nguyên bản tổ quả nhé mọi người ơi. Ừ, các như thế này thì trồng bảo vào chậu thì rất là dễ trồng nhé mọi người ơi. Rồi cho tất cả anh em yêu lắm nhé.